Hello cả nhà, đây em lên tiếp một con đồng hồ cơ Nhật nha cả nhà, Bioleta Automatic có tay hỗ trợ luôn nha cả nhà, chạy 4 kim và đặc biệt lộ máy trước lộ máy sau, size 42 chưa nấm nha cả nhà, đó viền thì vàng hồng luôn, viền rất là đẹp luôn nha cả nhà, đó đằng trước đằng sau y chang luôn, lộ máy trước lộ máy sau còn nguyên siêu luôn nha cả nhà, đó còn nguyên siêu luôn. Dây da khóa bướm rất là đẹp luôn, đeo rất là nặng tay, đó lịch ấn nha cả nhà, lịch ấn hai bên ngày và thứ nha, đó rất là độc luôn, như hai cái kim xăng hai bên vậy đó. Mặt trắng caro, viền trong thì đen, số La Mã nha cả nhà, cọc số La Mã, còn kim dây là hình cánh quạt xoay nha, rất là độc luôn. Đó, đây rất đẹp, hàng chính hãng bên nội địa Nhật luôn nha cả nhà, em còn giấy hướng dẫn sử dụng tiếng Nhật luôn nha, đây bao chất luôn, có và đặc biệt là có hacking stop nha cả nhà, mình rút núm ra là hả nó đứng yên lại để mình chỉnh nha, rất là độc luôn, có tay hỗ trợ luôn nha, rất là độc, chạy bao chuẩn luôn. Con này mà lên dây da dây thép hay dây gì cũng rất là đẹp, đây đó, tờ tiếng Nhật nha cả nhà, bao độc luôn, nó khóa bướm rồi, em mời cả nhà nha.